phonetic. Put the word into the correct according to the unlike parts. Nghĩa là chia chữ O ngắn, O dài thành hai cột. Vậy trong bài thi chúng ta sẽ có O ngắn, O dài này nhá. Và chúng ta xem cho cô xem O ngắn viết bởi chữ gì. Ai biết nào? O ngắn viết bởi chữ gì nào? Viết bởi chữ O. Rồi, vậy em ghi O ngắn thì viết bởi chữ O. Viết bởi chữ O. Không đi với R. O. Và O không đi với R. Không đi với R. Mà nó không phải là trọng âm. Tiếp theo, O dài là O đi với R và là trọng âm. Và làm trọng âm của từ. Và là trọng âm của từ. Tiếp theo nữa là viết bởi những chữ không phải chữ O. Ví dụ như chữ A này, A, L này, A, U này, A, L, A, U. Ok. Vậy ví dụ như chữ O, bon thì ta biết là bon là quả bóng rồi, thì nó là chữ O đấy. Và nó đọc gần như chữ O. Đọc là O dài O. Đọc gần như O. Đấy. Vậy sau khi đã biết O ngắn O dài như thế, vậy xin mời các em hãy tìm hiểu và cho cô biết những cái từ trong khung này này là O ngắn hay là O dài. Và các bạn làm được thì các bạn sẽ được điểm luôn. Và biết đọc nữa thì điểm sẽ cực cao. Quan trọng nhất là biết đọc. Vậy tôi sẽ đọc qua một lượt nhá. Chúng ta có more, border, pop, fog, short, pot, shot, shot, omelette, what, caught, daughter, audience, yogurt, chocolate, dialogue, shopping, lot, got, not, morning, talk, laundry, water, shot. Vậy xin mời các bạn hãy tìm cho cô đâu là chữ O dài, đâu là chữ O ngắn nhá. Sẵn sàng chưa? Rồi. Rồi. Vậy ai tìm cho cô dòng đầu tiên xem là O dài hay là O ngắn? Nga. Rồi, xin mời Nga trước nào. Em cho cô mo là O dài ạ. À, mo là O dài, tại sao? Nó liền với cái chữ R. À, vậy chúng ta sẽ cho vào dòng mo. Các em có thể chia làm đôi, hoặc các em viết luôn như thế này nha. Mo là đi với chữ R, O dài. Tiếp đi. Butter, O dài ạ. Rồi, tiếp bạn nghe. Butter là O dài. Mo nghĩa là gì em? Mo nghĩa là nhiều ạ. Mo có phải nghĩa là nhiều không? Mo nghĩa là gì? Hơn chứ? So sánh hơn chứ? Đúng không? Mo nghĩa là hơn. Rồi tiếp theo, butter là theo bạn ấy là O dài. À, theo bạn ấy là O gì? O gì? O ngắn ạ. À, O dài em rồi. Butter, O ngắn hay O dài? Em bảo O dài ạ. Nào vậy, để cô tra từ điển cho em nhá. Tra lại từ điển đi. Tra lại từ điển theo đúng quy tắc.
chúng ta lại tra lại từ điển nha. Ngắn đó. À, tra lại từ điển chưa? Áo dài áo ngắn. Ngắn đó. Vậy là nó có chữ R ở đâu đúng không? Vậy là đúng theo quy tắc đấy, nó phải đúng là chữ gì nhỉ? Nào, vậy là butter nó sẽ là chữ gì? Ho ngắn. Vậy em tra lại từ điển đúng quy tắc đấy, đúng quy tắc cô đã dạy ý. Và những trường hợp nào đặc biệt thì cô sẽ ghi chú. Butter nghĩa là gì? Butter là chai nước ạ. Chai thôi. Tiếp theo, pop. Pop là o dài eo ngắn. O dài ạ. Pop là o dài. Tại sao nhỉ? Cô o dài không phải là o ngắn. Cô viết nhầm o dài và o ngắn với nhau. Ok. À, o dài vậy chúng ta sẽ ghi là hai chấm. O dài ghi hai chấm nha. Rồi. Thế ghi hai chấm như này cho đỡ nhầm. Yes. Đây nha. Rồi vậy o dài là o hai chấm. Rồi tiếp theo nào. Pork ấy là gì? Pork là thịt lợn ạ. Rồi. Tiếp.